khán giả cùng thưởng thức. Qua Bình Dương xã Phúc Thành, rồi trở về làng Kẻ Dền Văn Thành, đi qua làng Long Hồi thuộc xã Tăng Thành. Yên Thành là vùng đất của những con người giàu lòng yêu nước. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, Yên Thành là vùng đất hiểm yếu, nằm trong vùng địa bàn chiến lược của đất Hoàn Diện Sườn. Nhớ thời núi tụ anh linh, uy la giáo rừng, động đình hương reo, trời chiều nổi áng cờ treo, nhớ ơn tàn tổ hiểm nghèo sông phạt. Trên mảnh đất này,
mỗi ngọn núi, dòng sông, cánh đồng, làng xã đều ghi dấu những chứng tích, những dấu vết lịch sử của cha ông. Có khi chiến trận diễn ra trên đất Yên Thành, nhưng cũng có khi các cuộc kháng chiến diễn ra trên các vùng miền của Tổ quốc đều có người Yên Thành trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Năm 627, đời Đường, vua Rèn Lê Long Tung vừa xây dựng vừa chiến đấu bảo vệ vùng biên viễn phía nam của nước Đại Cổ Việt. Lèn Kim Nhan còn nước tiếng vua Rèn, núi bờ đó còn dấu chân ông Khổng. Thời nhà Lý, nhân dân Yên Thành đã giúp liên minh vương Lý Nhật Quang xây dựng nhiều trang ấp, đồn trại, kho lương đánh giặc. Thời Trần, vua Trần Nhân Tông son sắt một niềm tin, cối kê cự sự quân tu ký, hoan diễn do tồn thập vạn binh. Sử sách còn ghi lại chiến tích và công lao của hai nhân vật kiệt xuất của Yên Thành, đó là Trạng Nguyên Bạch Liêu và Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Tối. Trước họa xâm lăng, với tấm lòng yêu nước thương dân, những nhà nho, những bậc hoa bản sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, cùng nhân dân đánh đuổi quân xâm lược như Phó Bản Lê Doãn Nhã, các cử nhân Chu Thàng, Lê Liễu và nhiều người khác nữa. Cùng với truyền thống yêu nước, dũng cảm, tài trí trong chiến đấu, cần cù, chịu khó chịu thương trong lao động, sống nhân hậu nghĩa tình, con người Yên Thành còn được ca ngợi về truyền thống hiếu học. Người mở đầu cho truyền thống hoa bản huyện Yên Thành và các xứ nghệ là Trạng Nguyên Bạch Liêu. Yên Thành có 22 vị đỗ đại quan, trong đó có 4 Trạng Nguyên. Họ Hồ ở làng Tam Thọ có 3 thế hệ nối tiếp nhau là Hồ Tông Thóc, Hồ Tông Đốn, Hồ Tông Thành, tam đại đồng phận đều đỗ Trạng Nguyên. Họ Lê ở trại Tràng Sơn, ngay thuộc xã Sơn Thành, có cả Lê Kính đỗ tiến sĩ, Lê Hiệu đỗ Hoàng Giáp làm thượng thư cùng triều, Lê Mai đỗ Trạng Nguyên. Nhiều người trong số những vị đặng khoa, trung khoa đã đem tài giúp nước, đó là Thám Hoa Phan Thúc Trực, đó là tiến sĩ Trần Đình Phong, thầy dạy của các chí sĩ yêu nước nổi tiếng như Phan Chu Trinh, Huỳnh Phúc Kháng, Trần Quý Cáp, Phạm Liệu, Nguyễn Đình Hiến, Phan Quang. Dân gian vẫn gọi tiến sĩ Trần Đình Phong là cụ nghè yên mãn. Đó là cử nhân Trần Cần Vĩnh Tuy, tú tài Phan Tuấn Chiết, cử nhân Lê Liễu Giai Lạc, nhà thơ Nguyễn Thế Mỹ và nhiều nhân vật nổi tiếng khác. Việt Nam ra đời, có hai sự kiện lớn diễn ra trên đất Yên Thành, đó là
cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Xuân Ôn, Lê Doãn Nhạc và những hoạt động khởi nghĩa của Chu Trạc ở Tràng Thành. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, các đảng bộ ở Nghệ An quyết định phát động một phong trào đấu tranh để tập dượt quần chúng, biểu dương thanh thế của cách mạng, phát triển các cơ sở đảng, các tổ chức đoàn thể nông hội đỏ, công hội đỏ, tự vệ đỏ. Tháng 9 năm 1930, các cuộc đấu tranh ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc đã dâng lên đến đỉnh cao. Hàng vạn quần chúng biểu tình phá huyện đường, phá nhà lao, giải thoát cho các tù chính trị. Tại Yên Thành, chỉ trong mấy tháng đầu năm 1931, gần 40 cuộc biểu tình diễn ra sôi nổi quyết liệt, nhất là các tổng, văn tù, văn hội, quy trạch và quan hóa. Thực dân Pháp và phong kiến tay sai điên cuồng đàn áp. Tại khu vực Cổ Hùng, một gò đất cao cạnh quốc lộ 7, thực dân Pháp đã xử bắn 72 chiến sĩ cộng sản, những người con trung kiên đặc biệt Yên Thành, Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương. Bà con ơi, nghĩ lại cảnh được mất nhà tan chứ nỗi thống khổ thơ hàn khác chi loài trâu ngựa nọ hơn loài trâu ngựa. Ruộng đồng ta khai phá, lúa ta sợi ta vun chứ nó vậy mẹ. Cơm con bọn tây đơn nó cướp sạch, lũ tây đơn nó cướp sạch. Dân tình càng thêm đòi rách, chứ thủy loài càng trong khí thế sục sôi của phong trào Xô Viết nghệ tĩnh. Cho Trung Bộ ngày 7 tháng 11 1930, tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo các cơ sở đảng Yên Thành vận động quần chúng nhân dân tiến hành cuộc tổng biểu tình toàn huyện. Cờ đỏ búa liềm xuất hiện, hoảng sợ trước áp lực mạnh mẽ của quần chúng, lính Lê Dương đến xả súng làm chết và bị thương nhiều người. Cuộc tổng biểu tình ngày 7 tháng 11 năm 1930 đặt ra yêu cầu bức bách cần phải tổ chức một cơ quan lãnh đạo cao nhất ở huyện để chắp nối các nhóm cộng sản, thống nhất ý chí và hành động, xây dựng cơ sở đảng, cơ sở quân đội. Tháng 12 năm 1930, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành chính thức ra đời. Sự kiện thành lập Đảng bộ huyện mở ra bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Yên Thành, đánh Pháp, đuổi Nhật, tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 19 tháng 8 1945, cuộc tổng khởi nghĩa thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 21 tháng 8, khởi nghĩa thắng lợi ở Bắc Ninh. Ngày 23 tháng 8 1945, hàng vạn quần chúng mang theo cờ đỏ, sao vàng, dao kiếm từ khắp các làng xã kéo về huyện Yên Thành. Đồng chí Ngô Xuân Hàm thay mặt ủy ban khởi nghĩa huyện tuyên bố xóa bỏ chính quyền phong kiến thực dân, thành lập ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời huyện Yên Thành. Yên Thành tự hào là quê hương của đồng chí Phan Đăng Lưu. Phan Đăng Lưu, người chiến sĩ cộng sản, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc. Đồng chí Phan Đăng Lưu có tầm nhìn xa trông rộng, mưu lược, khôn khéo, bản lĩnh, nhân văn, xả thân vì nghĩa lớn. Ông còn là nhà báo, nhà văn, một nhà lý luận tiêu biểu của đảng và cách mạng nước ta. Phan Đăng Lưu
sinh ngày 5 tháng 5 1902 ở Thôn Đông, xã Quang, trong một gia đình nông dân có truyền thống cao vọng và yêu nước, từ bỏ cuộc sống của một viên chức trong bộ máy thực dân. Phan Đăng Lưu tham gia hội Phục Việt, rồi trở thành đảng viên Đảng Tân Việt, sau đó trở thành cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Đông Dương khi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử và hầu hết Ban chấp hành Trung ương Đảng bị địch bắt. Phan Đăng Lưu đang trực tiếp lãnh đạo sứ ủy Nam Kỳ. Lúc đó, khi thế cách mạng của quần chúng ở Nam Kỳ sục sôi quyết tâm khởi nghĩa, Phan Đăng Lưu nhận thấy thời cơ lực lượng để khởi nghĩa giành chính quyền chưa chín muồi. Từ Nam Kỳ, ông ra Bắc để xin sự chỉ đạo của Trung ương. Nhưng Kỳ Thực đã để triệu tập hội nghị sứ ủy Bắc Kỳ nhằm tái lập Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau khi nghe Phan Đăng Lưu báo cáo tình hình Nam Kỳ, hội nghị nhất trí trì hoãn khởi nghĩa ở Nam Kỳ. Phân tích rõ tình hình trong nước và thế giới, xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam lúc đó là chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, thực hiện dân sinh, dân chủ. Tại hội nghị có ý kiến đề cử Phan Đăng Lưu làm Tổng Bí thư của Đảng, vì ông là ủy viên Trung ương Đảng duy nhất còn ở ngoài nhà tù. Bằng tinh thần khiêm nhường, ông đã đề cử đồng chí Đặng Xuân Phu, tức Trường Chinh, làm quyền Tổng Bí thư của Đảng. Ngay sau hội nghị Trung ương 7, Phan Đăng Lưu tức tốc trở lại miền Nam, công bố chỉ thị của Trung ương. Khi ông chưa kịp về đến Sài Gòn chợ lớn, thì khởi nghĩa Nam Kỳ đã bùng phát, khí thế cách mạng ngút trời, kẻ thù dìm Nam Kỳ trong biển máu. Phan Đăng Lưu và nhiều đồng chí khác bị địch bắt, bị tra tấn dã man và ngã xuống trước hừng đông độc lập tự do. Đó là ngày 26 tháng 8 năm 1941. Giữa pháp trường giáo gươm khí quất, lòng bỗng nhớ về mảnh đất quê hương, nhớ rũ gám thần tiên mờ ảo khói sương. Kẻ miền dấu xưa vẫn còn răng thành lùi, thương nhờ nhớ thương đất mẹ quê cha bao đời. Muốn sống pha để dân ta được sống tự do, bớt nghèo bớt khổ, vậy mà từ nay con không về được nữa người ơi. Người lại quê hương câu hát mặn mòi, nhớ lắm sông dinh tắm rồi thời thơ trẻ, con thèm được phú vô lời của mẹ. Mảnh ruộng quê đất mẹ dấu chân ca, cầm tịch quê hương trong câu chuyện của ba, nhân kiệt điển lính mà năm năm hiếu học, đất quá vàng của bao đời dân tộc, là mạch nguồn gốc gà của quê hương. Thank you.
cái tường cháu lúa mưa khoai xanh sân đình mờ xưa bờ tre xóa tóc bao người yêu thương ai mất ai còn núi cam động thơ tu và cao ngất kẻ duyên vẫn tụ trăng đời trăng khuyết hát lối làm vui trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, người Yên Thành tự hào vì đã góp phần xứng đáng cùng cả dân tộc làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Đó là từng đoàn xe thổ cùng hàng nghìn dân công tiếp cơn tải đạn ra mặt trận. Đó là những người con Yên Thành cầm súng chiến đấu và hy sinh như Nguyễn Kiệm, Trần Khang, Phan Tư, Trần Văn Chí và nhiều anh hùng liệt sĩ khác. Sau chiến thắng Điện Biên, Hiệp định Paris ký kết, miền Bắc được sống trong hòa bình. Năm 1958 đến 1960, Yên Thành thực hiện kế hoạch cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế xã hội. Các phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, tín dụng, đẩy mạnh sản xuất, đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi, bảo vệ rừng và trồng cây gây rừng. Một số địa phương được công nhận là đơn vị tiên tiến của tỉnh như hợp tác xã Vĩnh Thành, xóm Trung Trạch, xã Hoa Thành, xóm một xã Tân Thành. Năm 1958, Yên Thành được tỉnh công nhận là huyện đứng đầu về xóa nạn mù chữ và được Đảng nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng ba. Hàng trăm giáo viên bình dân học vụ được cấp bằng ghi công diệp dốt. Ông Nguyễn Thuyết ở Mỹ Thành được suy tôn là chiến sĩ thi đua diệt dốt toàn quốc. Yên Thành đi bên em anh nói lời thương, về quê mình đi bên em anh nói lời yêu, anh đi bên em hát lời yêu thương qua những con kênh dài theo đất nước lên vùng cao đập hồi soi núi bia đưa nước về trải vàng tươi khúc dân ca với đây sông nặng tình ai ngọn cờ cống đông như vân hồng tươi bên tay mình xưa liên chỉ còn đó nơi vẫn đang lưu người anh hùng bất tử lấp lánh tường đài Xô Viết Oh!
Yên Thành. Sáng ngày 10 tháng 12 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm hợp tác xã Vĩnh Thành, một đơn vị điển hình của huyện. Tại đây, người đã đến thăm nhà trẻ, trại chăn nuôi, thăm hỏi tặng quà một số người dân và đã nói chuyện gặp gỡ thân mật với đông đảo cán bộ nhân dân tại trường cấp 1 Vĩnh Thành, biểu dương thành tích về trồng cây chăn nuôi, cải tiến nông cụ, làm thủy lợi, phân bón, vệ sinh phòng bệnh, xây dựng hợp tác xã. Cao cao nga dướng dướng nó ngoan cái mùa này à, đúng rồi, ta tạo một tình đi đang có một tình. Thưa các đồng chí, về thăm Yên Thành, lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào tới các cụ phụ lão, các cháu thanh thiếu niên nhi đồng cùng toàn thể đồng bào đồng chí về thăm huyện nhà. Tôi rất vui mừng khi biết phong trào thi đua lao động sản xuất đang rất sôi nổi rộng khắp. Yên Thành đã trở thành điểm sáng về trồng cây, làm thủy lợi, làm phân bón, chăn nuôi tập thể, văn hóa giáo dục cũng đang đạt được những thành tích cao. Mô hình hợp tác xã Trần Phú của xã Vĩnh Thành đã được xây dựng thành mô hình thí điểm cho phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp trong toàn huyện và đã chuyển đổi thành công từ hợp tác xã bậc thấp lên bậc cao. Như thế là rất tốt, rất đáng biểu dương. Yên Thành xứng đáng là trọng điểm sản xuất lúa gạo của tỉnh Nghệ An. Thưa các đồng chí, vai trò của chi bộ đảng trong việc chỉ đạo để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và xây dựng khối đoàn kết nông thôn là rất quan trọng. Chi bộ phải tăng cường hơn nữa việc đoàn kết nông thôn, làm cho toàn thể xã viên, toàn thể nông dân ngày càng phấn khởi, hăng hái tham gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển và củng cố hợp tác xã. Như vậy là góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà. Đồng bào, có nhất trí vậy không? Đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Chúng ta là sân ca, đoàn kết ta bền vững, dù sao đường hay
sự kiện vị Bắc Bộ ngày 5 tháng 8 1964, đế quốc Nguyễn lang thang đánh phá miền Bắc. Cùng với cả nước, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Thành bước vào một giai đoạn mới, vừa sản xuất, chiến đấu, vừa chi viện sức người sức của cho công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam. Khi đế quốc Mỹ đánh phá ác liệt một số mục tiêu quan trọng ở huyện Yên Thành như cầu Dinh, cầu Thông, cầu Cao, kho lương thực Tam Tòa, lực lượng vũ trang và nhân dân Yên Thành đã chiến đấu quyết liệt với quân thù. Nhiều máy bay địch đã bị bắn rơi trên bầu trời Yên Thành. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất chiến đấu, lực lượng vũ trang Yên Thành còn có nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 7, tỉnh lộ 538, tỉnh lộ 534. Để đáp ứng quân số, lương thực phục vụ công cuộc giải phóng hoàn toàn miền Nam, trong những năm cuối của cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, huyện Yên Thành đã có 11.073 người tham gia nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, khi nhắc đến hoa đỗ lửa, chuông bột, xã Mỹ Sơn, huyện Bù Đăng, nhiều người sẽ không quên gương hy sinh anh dũng của tập thể tiểu đội 2, đại đội 317 thuộc tổng đội thanh niên xung phong Nghệ An. Trong số 13 nam nữ thanh niên xung phong hy sinh ở đây, thì có đến 9 người là con em Yên Thành. Năm 2008, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể 14 chiến sĩ thanh niên xung phong chuông bồn thuộc đại đội 317, đội 65, tổng đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An. Trong thời chiến cũng như thời bình, tên tuổi những người anh hùng lại được ghi danh trong bảng vàng truyền thống của quê hứa Yên Thành. Trải qua muôn vàn khó khăn gian khổ, bằng máu, mồ hôi và nước mắt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Thành cùng cả dân tộc làm nên mùa xuân đại thắng 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đất nước chọn niềm vui, nhưng niềm vui của mỗi gia đình chẳng thể nào chọn vẹn. Những người mẹ vẫn quằn xoáy nỗi đau khi những đứa con ra đi không trở về. Máu của các chị, các anh đã làm hồng lên lá cờ Tổ quốc, làm xanh thêm nồng núi quê hương. Các chị, các anh đã hóa thân thành đất nước, thành bài ca, thành những hàng bia trắng. Trời này cảm động. Làm cái đĩa thể đẹp. Có một bà mẹ cứ ngày ngày đến thăm con trong nghĩa trang liệt sĩ chuông bồn. Gió thổi hồn lay động lá trầm hương, nghe tiếng khóc của trái tim đâu đó. Đồng đội bên nhau một thời cực khổ, đất tròn cơm khô với lá rau rừng. Các chị các anh hy sinh vào tuổi thanh xuân, để lại sau lưng nỗi đau quằn quại. Mối tình đầu rất thương và khẩu dại, khao khát lời ru nức nở đến khan lòng.